Trò chơi vượt chướng ngại vật. Lần chơi các bạn chọn ngẫu nhiên các câu hỏi từ 1 đến 8. Trả lời đúng thì phần thưởng của câu hỏi sẽ lộ ra. Trường hợp bạn trả lời sai, bạn mất quyền trả lời câu hỏi đó. Bất kỳ khi nào các bạn có câu trả lời về bức hình đều có thể trả lời và trò chơi sẽ kết thúc. Chúng ta bắt đầu chơi. Chọn câu 1. Hình chữ nhật ABCD có cạnh AB và cạnh AD đối diện nhau. Đáp án là sai vì cạnh AB và cạnh AD là hai cạnh kề nhau. Ô số 6, hình thoi ABCD có cạnh AC bằng 12, cạnh BD bằng 8, tính diện tích hình thoi. Diện tích hình thoi sẽ được tính theo công thức nửa tích hai đường chéo. Vậy chúng ta sẽ lấy nửa tích của 12 nhân 8, kết quả là 48. Ô số 3. Hình chữ nhật ABCD có AD bằng 12, AB bằng 5, tính chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật được tính theo công thức dài cộng rộng nhân 2. Chúng ta sẽ lấy 5 cộng 12 và nhân với 2, kết quả là 34. Hình thoi ABCD có AB bằng 4 cm, tính chu vi hình thoi. Chu vi hình thoi sẽ được tính theo công thức cạnh nhân 4. Vậy kết quả là 16. Hình thoi ABCD có cạnh AB bằng BC bằng CD bằng DA, đúng hay sai? Đáp án là đúng, bốn cạnh hình thoi bằng nhau. Chúng ta đã lập các ô hình và chỉ còn được 3 ô hình nữa. Chúng ta chọn ô số 2. Hình chữ nhật ABCD có hai cạnh đối, AD bằng BC, AB bằng CD, đúng hay sai? Đáp án là đúng, vì hình chữ nhật sẽ có các cặp cạnh đối bằng nhau. Hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD bằng nhau, đúng hay sai? Đáp án là sai, vì hình thoi chỉ có hai đường chéo vuông góc, chứ hai đường chéo không bằng nhau. Câu hỏi cuối cùng. Cho tam giác đều, khi đó góc A lớn hơn B lớn hơn góc C, đúng hay sai? Đáp án là sai vì trong tam giác đều ba góc sẽ bằng nhau. Chúng ta đã lật mở được tất cả ô hình và thấy được hình ảnh chủ đề, đó là một ngôi nhà. Chúng ta cùng tìm hiểu bài mới, bài hình bình hoàn. Ở bài này, chúng ta sẽ nhận biết được hình bình hoàn, biết cách vẽ hình bình hoàn, tính chu vi và diện tích hình bình hoàn. Và cuối cùng chúng ta sẽ luyện tập 1. Nhận biết hình bình hoàn. Chúng ta dùng 4 que, trong đó có 2 que ngắn và 2 que dài, sẽ thành một hình bình hoàn như sau.
Thông qua hoạt động trên, chúng ta có thể tạo ra các hình hài trong thực tế. Chúng ta quan sát. Chúng ta sẽ xếp những cạnh đối nhau bằng những que bằng nhau. Vậy với hình bình hành BQRS, các em hãy nhận xét về các cặp cạnh đối của hình bình hành có song song với nhau không? Đáp án: VB song song với SR, BS song song với QR. Như vậy, trong hình bình hành, các cặp cạnh đối song song. Các em hãy so sánh góc đối và cạnh đối trong hình bình hành bằng cách chia hình bình hành thành hai tam giác BQR và BSR, sau đó di chuyển hai tam giác sao cho đỉnh B trùng được hết. Chúng ta quan sát, đây là hình bình hành BQRS. Chúng ta chia thành hai hình tam giác màu đỏ và màu xanh. Chúng ta sẽ di chuyển cho hình tam giác màu đỏ có các đỉnh trùng như thế. Hình tam giác màu xanh, như vậy chúng ta thấy hai tam giác chúng ta vừa cắt ra bằng nhau. Vậy các em nhận xét gì về các cạnh và các đỉnh của hình bình hành? Chúng ta có kết luận hình bình hành ABCD có hai cạnh đối AB và CD, AD và BC song song với nhau. Hai cạnh đối AB bằng CD, BC bằng AD và cuối cùng là hai góc ở các đỉnh AC bằng nhau và hai góc ở các đỉnh BD bằng nhau. Tổng quát lại, trong hình bình hành chúng ta có ba tính chất, đó là các cặp cạnh đối song song, thứ hai đó là các cặp cạnh đối bằng nhau và cuối cùng là các góc đối bằng nhau. Chúng ta sẽ cùng đi vẽ hình bình hành cho trước hai đoạn thẳng AB và AD như hình 25. Vẽ hình bình hành ABCD nhận hai đoạn thẳng AB và AD làm cạnh. Cách vẽ, trước tiên ta vẽ đoạn thẳng AD, sau đó vẽ đoạn AB, lấy B làm tâm, vẽ một phần đường tròn bán kính AD, lấy D làm tâm, vẽ một phần đường tròn bán kính AB. Hai đường tròn này cắt nhau tại C, nối các đoạn thẳng BC và DC ra được hình bình hành ABCD. Chúng ta hãy quan sát lại cách vẽ và tự thực hành vào vở. Phần 3, tính chu vi và diện tích hình bình hành, thực hiện các bước và hoạt động 4, từ đó rút ra kết luận. Bước 1, vẽ hình bình hành ABCD. Sau đó, bước 2, dựng đường vuông góc từ B xuống AD. Bước 3, cắt rời hình tam giác ABH. Bước 4, ghép hình tam giác vừa cắt sang phía đỉnh C, chúng ta được một hình mới, đó là hình chữ nhật. Ta được một hình chữ nhật mới. Như vậy, chu vi của hình bình hành sẽ bằng chu vi hình chữ nhật và diện tích của hình bình hành sẽ bằng diện tích hình chữ nhật. C bằng 2A cộng B, S bằng A nhân H. Chọn kết quả đúng trong các đáp án dưới đây. Cho hình bình hành ABCD có kích thước như hình vẽ, chu vi hình bình hành trên là. Chu vi hình bình hành sẽ tính bằng công thức như chu vi hình chữ nhật, dài cộng rộng nhân 2. Vậy chúng ta sẽ lấy 4 cộng 2,5 rồi nhân với 2. 4 cộng 2,5 bằng 6,5. 6,5 nhân 2 được 13. Câu 2, hình bình hành ABCD có chu vi là 20 cm, với độ dài cạnh AB bằng 4. Độ dài BC của hình bình hành đó là. Chúng ta biết chu vi, chúng ta sẽ tính nửa chu vi. Nếu chu vi là 10, một cạnh là 4 thì cạnh còn lại sẽ là 6, đáp án B. Như vậy là chúng ta đã được học về hình bình hành.
Hình hình hành thì có các cặp cạnh đối song song, các cặp cạnh đối bằng nhau và các góc đối bằng nhau. Công thức tính chu vi giống như công thức tính chu vi hình chữ nhật, và công thức tính diện tích cũng giống công thức tính diện tích hình chữ nhật. Trong các hình sau, hình nào là hình hình hành? Chúng ta nhìn thấy hình ABCD là hình hình hành, EGHI là hình hình hành, còn hai hình còn lại không phải là hình hình hành. Muốn nhận biết một hình hình hành, chúng ta chỉ cần nhìn các cặp cạnh đối có bằng nhau không, hoặc các cặp cạnh đối có song song nhau không. Quan sát các hình sau đây, chúng có phải là hình hình hành không? Nếu có, hãy chỉ ra các cặp góc bằng nhau, các cặp cạnh bằng nhau và các cặp cạnh song song nhau. ABCD là một hình chữ nhật, nó sẽ là một hình bình hành và có các cặp cạnh bằng nhau, đó là AB bằng CD, AD bằng BC. Các cặp cạnh song song với nhau, đó là AB song song với CD, AD song song với BC. Các góc bằng nhau, đó là góc A bằng góc C, bằng góc B bằng góc D, vì chúng cũng bằng 90 độ. Tương tự, hình HGIL cũng là hình hình hành. Các bạn tự liệt kê các góc theo yêu cầu, các cạnh theo yêu cầu. Sử dụng các hình sau để viết thành một hình, các bạn sẽ về nhà làm bài này. Bài 4. Nhà bạn Mai có một mặt vườn hình hình hành. Bố Mai muốn trồng hoa hồng xung quanh các cạnh của rìa vườn và trồng rau bên trong. Bố Mai cần trồng bao nhiêu cây hoa hồng? Biết cứ 2 mét sẽ trồng một cây và tính diện tích mặt vườn bố Mai trồng. Đây là mặt vườn của bố Mai. Có chiều dài bằng 10 mét, chiều rộng là 3 mét và chiều cao là 2 mét. Bây giờ bố Mai trồng ở rìa vườn này những cây hoa hồng, và chúng ta phải tính chu vi. Chu vi giống như chu vi chữ nhật, dài cộng rộng nhân 2. Như vậy, như vậy chúng ta sẽ tính được chu vi, đó là 10 cộng 3 bằng 13, 13 nhân 2 bằng 26. 26 mét, mỗi 2 mét thì ta lại trồng một cây, như vậy chúng ta sẽ trồng được 13 cây hoa hồng. Tính diện tích, chúng ta đã có chiều cao, ta lấy chiều cao nhân với cạnh đáy là đã được 2 nhân 10. 2 nhân 10 bằng 20. Các bạn xem lại kiến thức đã học, sẽ thích bài và làm những bài tập.